Phùng Thiến Hoa nhíu mày tiến tới cái bàn nhìn chằm chằm vào đống bột trắng. Bà ta đưa tay kiểm chứng cảm thấy đúng là bột mì dùng để làm bánh thì lo lắng, gay to, sau chuyện lần này, ấn tượng của bà Lâm đối với mình sẽ xấu đi. Phùng Thiến Hoa lập tức hiểu ra, đôi mắt đỏ hoe bước tới trước mặt bà. Dì Lâm, bây giờ cháu dẫn Tiêm Tiêm đi tìm A Trạch, dì yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ tìm được A Trạch về. Mặt khác, Lâm Trạch một tay xách túi đi trên đường phố đông người, anh cũng không biết mình nên đi đâu, anh vào lúc này cô đơn và bất lực giống như một đứa trẻ mồ côi vô gia cư. Mèo, không biết từ lúc nào, một con mèo trông bẩn thỉu đi theo Lâm Trạch. Lâm Trạch quay lại nhìn con mèo với nụ cười tự giễu, mèo con, mày cũng không ai cần sao. Lâm Trạch cúi xuống bế con mèo lên và chạm vào đầu nó, vậy từ nay về sau tao sẽ gọi mày là anh mèo nhé. Anh mèo, chúng ta đều không ai cần, mày theo tao tới chỗ bạn tao ở một đêm nhé. Ngày hôm sau ở nhà nhị cậu tử, hắn ngẩng đầu Lâm Trạch nhỏ giọng nói, A Trạch, bà nội của cậu phái người tới rồi. Quản gia bước vào cung kính nói bà chủ rất hối hận, không nên ra tay đánh cậu chủ nhỏ, càng không nên không phân rõ phải trái đúng sai mà đuổi cậu chủ nhỏ đi, cậu chủ nhỏ, cậu theo tôi về đi. Lâm Trạch gật đầu đợi tôi tạm biệt với bạn tôi đã. Anh phải bảo vệ mọi thứ trong Lâm gia và bảo vệ vị trí thuộc về mẹ mình. Ở Lâm gia bầu không khí cũng căng thẳng, bà Lâm lo lắng bất an đi ra đi vào đợi chờ Lâm Trạch. Bà nội Lâm thật sự hối hận, sợ Lâm Trạch sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một lát sau người hầu đi vào thông báo, bà chủ, cậu chủ nhỏ về rồi, bà nội Lâm cuối cùng cũng có thể buông bỏ tảng đá lớn trong lòng. Bà nội Lâm hưng phấn chạy tới ôm lấy Lâm Trạch, khóc nói A Trạch, thực xin lỗi. Bà nội đã đổ oan cho con, đó là lỗi của bà nội. Bà nội sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Ôi, con có thể đừng giận bà nội được không? Lâm Trạch hai mắt hơi đỏ lên, bà nội, cháu chưa bao giờ tức giận với bà. Cháu chỉ đau lòng, vì bà thà tin tưởng hai người ngoài còn hơn là đứa cháu trai, do chính tay bà nuôi dưỡng. Trước đây, cháu luôn cho rằng bà là người hiểu rõ cháu nhất trên đời. Nghe vậy, bà nội Lâm lại cảm thấy chua chát, bà run rẩy sờ cái má đỏ bừng của Lâm Trạch, bà khóc ôm lấy Lâm Trạch, đều là lỗi của bà nội bảo đảm với cháu, sau này sẽ không như thế nữa. Lâm Trạch gật đầu vâng dạ, bà nội không sao đâu ạ, hắn thầm nghĩ cho dù có cái ôm của người nhà, nhưng mình thật sự có nhà ư. Bên kia ở Diệp gia. Cửa phòng mở toang đón gió xuân thổi qua, khiến tấm rèm trắng tung bay trong gió. Diệp Trước ngồi khoanh chân trước bàn, chuyên tâm chơi đùa với các bộ phận trên tay, tôi là Tiểu Bạch Bạch, rất vui được phục vụ bạn. Đúng lúc này, Diệp Sâm từ bên ngoài đi vào, ánh mắt của anh dừng lại trước mặt Diệp Trước, anh tò mò hỏi đây là cái gì? Diệp Trước tiếp tục việc mình đang làm, cô mỉm cười đáp robot dọn dẹp trong nhà này nhiều lỗi và ít tính năng, cháu tháo ra cải tạo lại. Diệp Sâm mở to mắt, robot quét dọn sao? Và nó vẫn có thể được lắp ráp lại ư? Một vật hình trụ nhìn có chút khó coi. Phía trên phát ra ánh sáng xanh lam, phát ra âm thanh biu biu nhẹ. Diệp Trước ra lệnh cho nó, phòng bếp quá bẩn rồi, mày đi dọn sạch đi. Một lát sau Tiểu Bạch Bạch từ phòng bếp đi ra, báo cáo chủ nhân, phòng bếp đã dọn dẹp sạch sẽ, rác đã cho vào thùng rác, còn có chỗ nào khác cần phải quét dọn sao? Diệp Sâm kinh ngạc nhìn nhà bếp sạch thật đấy, hắn choáng váng nhanh vậy à, mới có mấy phút. Tiểu Bạch Bạch kiêu ngạo nói đúng vậy, chủ nhân, người ta thật cao cấp mà, người ta là người máy dọn dẹp thông minh giỏi giang nhất vũ trụ. Diệp Trước gật đầu tạm được, robot quét dọn vũ trụ. Diệp Sâm nhướng mày, tại sao bộ dáng kiêu ngạo và giọng điệu tự luyến này lại quen đến thế? Đúng lúc này, Diệp Sâm nhớ tới điều gì đó liền túm lấy Diệp Trước, hôm nay còn chuyện quan trọng hơn, robot dọn dẹp tạm gác qua một bên đi, cháu mau thay quần áo ra ngoài. Một lúc sau, xe dừng lại ở trụ sở công ty. Diệp Sâm lo lắng, nghe nói có rất nhiều công ty vận chuyển muốn hợp tác với công ty to Aeon không biết liệu có nhìn chúng ta hay không? Diệp Trước đáp không thử thì làm sao biết chúng ta không phải đối thủ của bọn họ? Nếu ngay cả lòng tin của chúng ta cũng không có, vậy thì thật sự không có khả năng chiến thắng. Ánh mắt Diệp Sâm tràn đầy thất vọng nhìn qua nhìn lại mọi người. Hắn phát hiện ra hôm nay không chỉ có công ty của họ đến bàn chuyện hợp tác, tổng cộng có hơn 20 công ty. Trong phòng là phó giám đốc của công ty to Aeon, ân phó đặc với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đang ngồi, trông có vẻ tốt bụng nhưng thực chất đôi mắt lại ánh lên sự khôn ngoan. Diệp Sâm chủ động giới thiệu, chào anh ân phó đặc, tôi là Diệp Sâm, tổng giám đốc của công ty vận chuyển Thịnh Đông, đây là cháu gái tôi, Diệp Trước, con bé sẽ trình bày phương án hợp tác của chúng tôi với anh. Diệp Trước đứng dậy khỏi ghế, nhét ổ USB đã chuẩn bị trước vào máy tính, kết nối với màn hình lớn phía sau, bắt đầu giải thích kế hoạch. Diệp Trước không chỉ nói về doanh thu, lợi nhuận mà còn phân tích hợp lý tình hình tương lai của công ty, một lát sau cô đã trình bày xong. Ân phó đặc thẩm nghĩ đúng là một phương án rất có thành ý, đều có lợi cho cả hai bên. Hắn hỏi công ty Thịnh Đông là một công ty nhỏ không có tiếng tăm, cô có lý do gì để tôi chọn các người? Diệp Trước khẽ mỉm cười và bình tĩnh nói, tất cả các công ty lớn đều là từ công ty nhỏ mà đi lên, giống như công ty của ngài. Công ty của ngài vào lúc khó khăn nhất chỉ có 6 nhân viên, hiện nay đã phát triển thành doanh nghiệp lớn, điều này chứng tỏ quy mô nhỏ chưa chắc đồng nghĩa không có thực lực. Ân phó đặc cười ha ha, cô nói hay lắm, công ty nhỏ không phải vấn đề, các người rất có thành ý hợp tác, công ty to Aeon mong chờ vào biểu hiện của các người. Diệp Sâm đôi mắt tràn ngập ánh sáng kinh ngạc và vui mừng, thành công rồi, không phải là một giấc mơ. Cùng lúc đó ở Bắc Kinh,
trên xe Phùng Thiến Hoa và con gái vẫn đang tìm kiếm Lâm Trạch. Tiêm Tiêm không vui hỏi mẹ, chúng ta không tìm được Lâm Trạch thì không về ư? Đã muộn lắm rồi. Tiêm Tiêm, con xuống xe tới quán đối diện xem thử. Mẹ, nhưng thành phố lớn như vậy, chúng ta có thể tìm người đâu? Hôm nay lão phu nhân có vấn đề với chúng ta, để giải trừ oán hận của bà ta, chúng ta chỉ có thể đi tìm Lâm Trạch. Cho dù không tìm được, chúng ta cũng phải đi tìm. Nghe lời, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Phùng Tiêm Tiêm xuống xe còn không quên lẩm bẩm, tìm từng quán một như này, sao có thể tìm được chứ? Bỗng cô nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động phía sau đang chạy lại gần mình, Phùng Tiêm Tiêm bị dọa sợ quay đầu lại nhìn, Phùng Thiến Hoa đã tàn nhẫn lái xe đụng vào cô con gái ruột của mình, một vụ tai nạn xe nhanh chóng xảy ra trên đường phố. Ở biệt thự nhà Lâm gia, bà Trương vẻ mặt lo lắng chạy tới, không hay rồi bà chủ, Tiêm Tiêm vì tình cậu chủ nhỏ, bị xe đâm rồi. Nghe vậy, bà Lâm sửng sốt, lập tức đứng dậy khỏi ghế, bây giờ bọn họ đang ở bệnh viện nào? Mau liên hệ tài xế, ta lập tức đi tới bệnh viện. Phía bên kia Phùng Tiêm Tiêm đã được đưa tới bệnh viện, cô bị thương ở đầu, có một vòng băng quấn, trông cô rất yếu ớt. Cô ta run rẩy sợ hãi, mẹ, chiêu này của chúng ta thật sự có tác dụng ư? Bởi vì cô vừa trải qua những gì vừa xảy ra, Tiêm Tiêm vẫn có vẻ sợ hãi trong mắt khi cô nhìn mẹ mình. Phùng Thiến Hoa vuốt ve khuôn mặt con gái, dặn dò cô ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa người tới, đừng nói linh tinh. Tiêm Tiêm sắc mặt tái xanh gật đầu, con biết rồi, vì để có thể gả vào nhà họ Lâm, mẹ mình thật sự có thể làm bất cứ chuyện gì. Tiêm Tiêm thực sự sợ hãi, tai nạn xe hơi không phải là tai nạn, chính mẹ cô đã tự mình tông xe. Bà Lâm nhanh chóng đến bệnh viện thành phố, bà mở cửa phòng vội vàng hỏi Tiêm Tiêm, cháu không sao chứ? Nhìn thấy Lâm phu nhân, Phùng Thiến Hoa trổ tài diễn xuất, vẻ mặt không thể tin được nói gì Lâm, tại sao dì lại tới đây? Thấy bà Lâm tới Phùng Tiêm Tiêm cũng nước mắt cá sấu khịt mũi rồi khóc lóc, xin lỗi bà Lâm, đều do cháu không tốt, cháu hại bà hiểu lầm anh A Trạch. Phùng Thiến Hoa một bên lau nước mắt, giọng khàn khàn nói dì Lâm, lần này quả thật là Tiêm Tiêm không đúng, nếu không tìm được A Trạch trở về, mẹ con chúng cháu chính là tội nhân thiên cổ. Bà Lâm quay sang an ủi Phùng Thiến Hoa, A Trạch đã trở về rồi, hai đứa không cần tự trách như thế, dì biết hai đứa đều là vì tốt với A Trạch, dì chưa từng có ý trách hai đứa. Phùng Thiến Hoa trong lòng cười lạnh, bà già này đạo đức giả quá. Nếu bà thực sự không trách họ chút nào, bà ta sẽ không đợi đến bây giờ mới nghĩ đến mình và Tiêm Tiêm. Phùng Thiêm Thiêm nở nụ cười giả tạo, A Trạch trở về là tốt rồi, không có ai hiểu bà già này hơn mình, may mắn thay, cô đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Nếu hôm nay Phùng Tiêm Tiêm không xảy ra chuyện, chuyện của Lâm Trạch sẽ luôn để lại một nút thắt trong lòng bà ta, có điều bây giờ như vậy là được rồi, mình còn có cơ hội. Bà Lâm cảm thấy hơi có lỗi với Tiêm Tiêm, sau khi trở về nhà, bà mua một đống thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho Tiêm Tiêm, cháu còn đau đầu không? Bà mua cho chút ít đồ tẩm bổ, nào, nhận đi. Cảm ơn bà Lâm. Lâm Trạch đứng ở trên lầu nhìn xuống, diễn khổ nhục kế không tệ. Xem ra muốn đuổi mẹ con nhà này ra ngoài, sẽ là một trận chiến đấu trường kỳ. Ở tập đoàn Sầm Thị, Lý Thiên Đồng mở cửa phòng hỏi Ngũ Ca, em định tổ chức một bữa tiệc, anh có đi không? Sầm Thiếu Khánh vốn là người không thích náo nhiệt, nghe vậy liền từ chối thẳng thừng không đi. Lý Thiên Đồng có chút thất vọng, không đi sao? Ngũ Ca, anh nhìn đi, anh giống hệt hòa thượng, chỗ này không đi chỗ kia không đi, sau này anh chắc không phải thật sự sẽ xuất gia làm hòa thượng chứ? Phật pháp vô biên, chú mày không hiểu. Lý Thiên Đông xoay người rời đi bỏ lại một câu, anh không đi thì thôi, em hỏi xem Diệp Đại Thần và cô Mặc có đi hay không. Nghe vậy, Sầm Thiếu Khanh đột nhiên ngước mắt lên, nói cho anh thời gian và địa điểm. Lý Thiên Đông kinh ngạc liếc nhìn Sầm Thiếu Khanh, thứ bảy tuần này ở khách sạn quốc tế Venus. Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu, ừ anh biết rồi. Lý Thiên Đông nhìn Sầm Thiếu Khanh, có chút tò mò tại sao Ngũ Ca lại đột nhiên thay đổi chủ ý muốn tham gia bữa tiệc, rồi sao? Sao Ngũ Ca đột nhiên đổi ý vậy? Là vì Mặc Hữu Dung đúng không? Bởi vì mình vừa nhắc tới cô Mặc. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Đông càng hưng phấn hơn. Sau khi liên lạc với Mặc Hữu Dung, Lý Thiên Đông liền liên lạc với Diệp trước. Đại thần, tôi định tổ chức một bữa tiệc, sẽ mời bậc thầy đồ ngọt hàng đầu ở nước ngoài tới, đại thần có hứng thú không? Diệp trước có chút do dự lập tức dùng bàn phím trả lời hỏi thời gian, địa điểm. Nhìn thấy Diệp trước trả lời, Lý Thiên Đông thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gửi thời gian và địa điểm. Vui rồi, he he, mình biết ngay, muốn mời đại thần, vũ khí lớn nhất là đồ ăn ngon. Kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần. Không khí học tập trong lớp càng trở nên căng thẳng, trên bàn của mọi người chất đầy tài liệu học tập, việc đếm ngược, đến kỳ thi tuyển sinh đại học được viết trên tấm bảng ở phía trên bục giảng, còn 38 ngày. Triệu Phinh Đình mệt mỏi lướt điện thoại thở dốc, tớ không thể xem để được nữa, não đã mơ hồ rồi. Mắt Triệu Phinh Đình sáng lên khi nhìn vào diễn đàn của trường, bởi vì kỳ thi tuyển sinh đại học đang ngày càng đến gần, nên các bài bình chọn trên diễn đàn ngày càng nhiều, hiện tại có hơn 3.000 người ủng hộ Mặc Hữu Dung, số người ủng hộ Diệp trước là hơn 1.000 người, không ai tin rằng Diệp trước có thể đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Họ bình luận sôi nổi, nếu điểm thi đại học của Diệp trước cao hơn Mặc Hữu Dung, tôi livestream ăn điện thoại, thi đại học không thể quay cóp, tôi thấy tổng điểm của cô trên 100 còn khó. Nếu cô ta có thể hơn được Mặc Hữu Dung, tôi livestream ăn cứt, trước đây 6 môn của Diệp trước cộng lại mới có 52 điểm,
Nếu nói lần thi trước của cô ta không gian lận, tôi không tin, cũng có bạn học bênh vực Diệp trước, có ai không có quá khứ chứ, Diệp thần của chúng tôi cố gắng không được à? Một phế vật thông qua cố gắng có thể, từ tổng điểm 52 biến thành người đứng đầu toàn khối, ai tin loại chuyện này thì cùng quả não tàn. Triệu Phinh Đình đọc xong bình luận tức giận mắng lại tạo tin đồn. Những người này không biết dừng đi à? Cậu ta mới gian lận. Cả nhà cậu ta mới gian lận. Vẻ mặt Diệp trước thờ ơ, như thể cô không phải nhân vật chính trong chuyện này, dù sao kỳ thi đại học cũng sắp đến rồi, đến lúc đó những tin đồn này tự nhiên sẽ bị bác bỏ. Bụng Diệp trước kêu ọt ọt, sắp làm xong để rồi, như vậy ngày mai có thể yên tâm đi ăn trực một bữa thịnh soạn. Thời gian trôi nhanh và hôm nay là thứ bảy, Diệp trước khởi hành đúng giờ. Mẹ, hôm nay con có việc, không về ăn tối đâu ạ. Cô mặc một chiếc váy rất hấp dẫn, giống như màu sắc này sinh ra là dành riêng cho cô vậy, rõ ràng là một phong cách rất đơn giản, khiêm tốn, trong khoảnh khắc, mọi thứ trên thế giới đều mất đi màu sắc. Diệp trước vừa bước ra khỏi cửa, một chiếc may ba dáng thấp bất ngờ dừng lại bên đường, cửa sổ đã hạ xuống lộ ra khuôn mặt hiền lành như ngọc, anh gọi Diệp tiểu thư. Diệp trước lịch sự chào Tống Thời Ngộ, anh ta nhẹ nhàng gật đầu hỏi cô đi đâu vậy? Tống Thời Ngộ nói tiếp, tôi vừa lúc đi ngang qua, đưa cô một đoạn. Nói đến đây, Diệp trước không có từ chối, vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh, khách sạn quốc tế Venus. Nói xong, cô mở cửa bước vào, trong xe thoang thoảng mùi bạc hà. Diệp trước nhìn thấy kẹo sữa để bên cạnh, cô tò mò hỏi anh Tống thích loại kẹo này sao? Tống Thời Ngộ vừa lái xe vừa gật đầu ừ, rất ngọt, tôi rất thích, bây giờ trở thành món đồ bên người. Một lúc sau xe đã đến khách sạn quốc tế Venus, Tống Thời Ngộ xuống xe và mở cửa cho cô, Diệp trước cảm ơn anh ta. Nhìn từ xa, cử chỉ giữa hai người có phần thân mật, một người cao quý và xinh đẹp với khí chất như hoa lan, một người hiền như ngọc, có tài phú bẩm, đứng cạnh nhau như thế này, hai người đã thu hút vô số sự chú ý của mọi người, cảnh tượng này cũng dừng lại trước mắt Sầm Thiếu Khanh, trên chiếc xe hơi sang trọng cách đó không xa. Anh ta một tay cầm chuỗi hạt cầu nguyện, tay còn lại đặt trên vô lăng, xung quanh anh tỏa ra nhiệt độ thấp thật ớn lạnh. Tống Thời Ngộ nhìn Diệp trước, ánh hoàng hôn chiếu lên trên mặt hắn một vầng sáng, Diệp tiểu thư từ khi lên xe liền nói cảm ơn, giữa bạn bè không cần phải như vậy trịnh trọng. Diệp trước khẽ mỉm cười, được rồi, trên đường lái xe cẩn thận. Sầm Thiếu Khanh từ trong túi móc ra một điếu thuốc, mùi thuốc lá ngạt ngào tràn ngập khắp miệng, khi làn khói trước mặt tan đi, chiếc may bách trước mặt cũng đã biến mất. Diệp trước vừa bước vào cửa khách sạn đã thu hút sự chú ý của mọi người, người đó là ai thế? Cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy có dáng người chuẩn, nước da trắng nõn, ngũ quan ưa nhìn, thật ngưỡng mộ, cảm giác còn đẹp hơn Mặc tiểu thư. Những lời này lọt vào tai Mặc Hữu Dung, cô ta cho là mình nhìn lầm, không ngờ người này lại chính là Diệp trước. Sao Diệp trước lại tới đây? Nơi này cũng là nơi mà một người bình thường như cô ta có thể tới sao? Xung quanh vẫn còn tiếng khen đẹp quá, chân vừa dài vừa trắng. Mặc Hữu Dung tức anh ách, những người này mù hết rồi sao? Vậy mà cho rằng Diệp trước đẹp, mình mới là Phượng Hoàng Ngao Du Cửu Thiên. Mặc Hữu Dung thân mật cười với cô gái bên cạnh, mỹ nữ đó là em Diệp trước đó, mọi người không biết em ấy sao? Cô gái sửng sốt một chút, sau đó che miệng không thể tin được, phế vật Diệp trước đó ư. Vẻ mặt của cô ta như bị sét đánh, ngay cả những người khác cũng choáng váng, tôi lại tưởng thiên kim của nhà ai, thì ra là thiên kim giả phế vật mà ai cũng biết, cô ta không phải bị nhà họ Mặc đuổi đi rồi hay sao? Sao còn có thể tham gia bữa tiệc của Lý Thiên Đông? Cô ta đương nhiên không có tư cách, chắc chắn là đi theo Mặc Hữu Dung, Mặc tiểu thư quá tốt bụng rồi, đổi lại là tôi lười để ý loại người này. Nhưng Diệp chắc lại không quan tâm chút nào, vẫn giữ nguyên bình tĩnh như thể người bị chế giễu không phải là cô vừa ăn vừa khen bánh ngọt ngon quá. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng và đôi mắt xanh bước về phía này. Trời ơi, ngài Ân Phó Đặc cũng tới rồi. Là sếp tổng của Thor Aeon. Ông ta thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo tài chính khiến ông trở thành cái tên quen thuộc. Mặt mũi của Lý Thiên Đông lớn quá, vậy mà mời được cả ngài Ân Phó Đặc. Tôi rất thích quần áo do ngài Ân Phó Đặc thiết kế. Nhìn thấy ông ta càng ngày càng gần mình, Mặc Hữu Dung trong đầu đã lập ra một kế hoạch và chủ động tiếp cận. Thật bất ngờ khi Ân Phó Đặc làm như không nhìn thấy Mặc Hữu Dung, trực tiếp đi ngang qua cô đến trước mặt Diệp trước, Diệp tiểu thư, không ngờ có thể gặp cô ở đây. Diệp trước khẽ mỉm cười, ngài Ân Phó Đặc. Sắc mặt Mặc Hữu Dung trắng bệch, những người khác cũng đều choáng váng. Phế vật Diệp trước quen biết ngài Ân Phó Đặc ư? Người đó là ngài Ân Phó Đặc, người có thể quen biết ngài ấy, sao có thể là một phế vật chứ? Chị Mặc, phế vật đó sao lại quen Ân Phó Đặc? Vẻ mặt Mặc Hữu Dung dịu đi một chút, ba tôi rất thân với ngài Ân Phó Đặc. Cô gái kinh ngạc, vậy nên ngài Ân Phó Đặc không biết chị mới là thiên kim thật sự của nhà họ Mặc sao? Mặc Hữu Dung nhanh chóng giải thích, em Diệp trước không buông bỏ được lòng hư vinh, tôi nhường cho em ấy là được. Cô gái khịt mũi lạnh lùng, chị Mặc, chị quá lương thiện rồi, em đi giúp chị dạy dỗ cô ta. Mặc Hữu Dung hoảng hốt nhìn theo bóng dáng cô ta, cô cầm ly rượu trên bàn lên, quay người đi về hướng Diệp trước. Bên này Diệp trước đang trò chuyện với Ân Phó Đặc. Diệp tiểu thư, bản thiết kế mà tối qua cô gửi cho tôi rất tuyệt. Diệp trước nâng ly rượu lên, cảm ơn sự công nhận của ngài. Phanh, Diệp tiểu thư, cẩn thận, lúc này, đột nhiên có người đi tới, trực tiếp đụng phải Diệp trước, tuy rằng cô rất nhanh nhẹn, nhưng vẫn có chút rượu đỏ đổ vào người cô. Diệp trước khẽ cau mày,
cho dù là kẻ ngốc cũng hẳn là nhìn ra cô ta cố ý làm như vậy. Cô cố ý đụng vào tôi. Xin lỗi, tôi không nhìn rõ, không phải cố ý. Diệp Trước lạnh lùng nói đi thẳng về phía tôi cũng gọi là không nhìn rõ à? Mắt cô để trang trí hay sao? Cô gái hai mắt lập tức đỏ lên, đáng thương nói tôi thật sự không nhìn rõ, tại sao cô lại hiếp người như thế? Mặc Hữu Dung từ bên cạnh đi tới, mỉm cười giải quyết mọi việc, em Diệp Trước, cô ấy cũng xin lỗi rồi, em cần gì làm khó làm dễ người ta? Sắc mặt Diệp Trác không thay đổi, cô bưng rượu trên bàn đổ lên người cô gái, không ai ngờ rằng Diệp Trước lại đột nhiên ra tay như vậy. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cô ta choáng váng. Cô chỉ cảm thấy một mảng dính trên ngực, bạn không cần phải nghĩ cũng biết lúc này cô ấy chắc chắn đang rất xấu hổ. Diệp Trước khẽ nhún vai, ồ, xin lỗi, tay tôi trượt một chút, tôi không cố ý, cô đừng tức giận. Cô gái tức giận, cô trượt là có ý gì? Rõ ràng là cô cố ý mà. Diệp Trước chỉ là lãnh đạm nhìn cô ta, ánh mắt lấp lánh nói ai cũng có lúc mắc sai lầm. Hiện tại tôi đã xin lỗi cô ấy rồi, sao cô cứ không buông tha vậy? Tôi không thích uống trà xanh, hai vị cũng không cần mời tôi uống. Diệp Trước nguyên vẹn đáp lại lời cho hai người. Hôm nay tôi mặc lễ phục rất đắt, nếu ai hại tôi bẩn lễ phục, tôi xé xác người đó ngay tại đây. Những người khác ở một bên lúc này cũng phản ứng lại, không phải cố tình đụng thì không tính đụng à. Vậy mà kêu người bị hại đừng có làm khó, tránh xa loại thánh mẫu như này ra, tránh bị sét đánh. Nghe mọi người nói xong, Mặc Hữu Dung đứng ở nơi đó, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng tức giận đến sắc mặt tái nhợt, xung quanh vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở, cảnh báo danh tiếng tụt giảm, nhưng cô ta vẫn phải kìm nén cơn tức giận trong lòng. Diệp Trước đáng chết, còn hại mình mất hình tượng. Diệp Trước nói chuyện với ân phó đặc, cô chào hỏi xong liền đi vào phòng vệ sinh, chuẩn bị xử lý vết rượu trên váy, xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút. Được, mình thích phong cách của Diệp tiểu thư. Vừa vào trong phòng Diệp Trước đã bị một cô gái trẻ gọi cửa, cô Diệp, Mũ Gia biết quần áo của cô bị bẩn, kêu tôi đưa tới một bộ lễ phục khác. Diệp Trước khẽ nhướng mày, Sầm Thiếu Khanh ư? Cô mở cửa ra thì cô gái trẻ đưa ra một chiếc túi đóng gói tinh xảo. Thay đồ xong Diệp Trước đến khu dành cho thành viên cao cấp của khách sạn, cô nhìn thấy Sầm Thiếu Khanh đang đứng trên lan can tầng 3, từ góc nhìn của anh có thể nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra trong phòng tiệc ở tầng 1. Diệp Trước trực tiếp đi tới chỗ Sầm Thiếu Khanh nói cảm ơn đồ của anh. Nghe xong, Sầm Thiếu Khanh hơi quay đầu lại, sau đó nhìn thấy Diệp Trước đã thay một chiếc váy lệch vai màu trắng, thiết kế một vai vừa để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp. Thiết kế này khiến cho vòng eo vốn đã thon lại càng duyên dáng hơn, viền váy được điểm thêm những viên kim cương nhỏ, dưới ánh đèn, những viên kim cương này phát ra ánh sáng chói lóa. Nhưng cô ấy thậm chí còn chói sáng hơn cả kim cương, chiếc váy này hợp với cô hơn Sầm Thiếu Khanh tưởng tượng, giọng điệu anh bình tĩnh rất hợp với cô, một chiếc váy mà thôi, không cần khách sáo, anh từ trên chứng kiến toàn bộ quá trình, vốn tưởng rằng Diệp Trước nhất định phải chịu thiệt, phản kích của Diệp Trước vừa rồi, không giống một cô gái 19 tuổi tí nào. Lý Thiên Đông thở hổn hển chạy tới. Mũ ca, anh có biết vừa rồi, khi nhìn thấy Diệp Trước đứng bên cạnh, Lý Thiên Đông, anh ta sửng sốt, đại thần. Diệp Trước khẽ gật đầu, có thể thấy Lý Thiên Đông và Sầm Thiếu Khanh còn có lời muốn nói, Diệp Trước cũng không ở chỗ này lâu nữa, tôi không làm phiền hai người nữa, tôi quay lại sảnh tiệc trước. Lý Thiên Đông trên mặt tràn đầy kinh ngạc hỏi, Mũ ca, lễ phục mà đại thần mặc trên người là chiếc mà chúng ta mang từ thủ đô tới sao? Ừ, Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Nghe vậy, Lý Thiên Đông trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Anh nuốt khan, hỏi nghi vấn trong lòng, Ngũ ca, anh có thích đại thần không? Hôm nay không dễ gì mới tạo được cơ hội cho Mặc tiểu thư, chẳng lẽ là hắn hiểu lầm? Sầm Thiếu Khanh tối nay đến không phải vì Mặc Hữu Dung mà là vì Diệp Trước. Lý Thiên Đông cảm thấy có chút bối rối. Sầm Thiếu Khanh xoay chuỗi hạt trong tay, chú mày suy nghĩ quá nhiều, anh đối với Diệp Trước chỉ có tán thưởng. Lý Thiên Đông tiếp tục nói Ngũ ca, nếu chỉ là tán thưởng, anh có cần tặng lễ phục do chính tay chị gái Nguyệt Nha thiết kế cho đại thần không? Đây là do chị ấy thiết kế cho Mặc Hữu Dung mặc trong lễ đính hôn, nhưng cả hai đã hủy hôn ước vì hiểu lầm. Sầm Thiếu Khanh quay đầu lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Thiên Đông, đồ của Diệp tiểu thư bị bẩn, nó vừa hay có thể dùng tới, một chiếc váy mà thôi, lẽ nào anh còn phải giấu nó đi à? Lý Thiên Đông vẫn mặt dày mà hỏi Ngũ ca, anh thật sự là như vậy, anh không thích đại thần sao? Sầm Thiếu Khanh lắc đầu đáp không thích. Nếu anh không thích đại thần, vậy anh suy nghĩ về Mặc Hữu Dung đi. Cô Mặc vừa đẹp vừa tốt bụng, trước kia còn là vợ chưa cưới của anh, hai người rất có duyên. Sầm Thiếu Khanh lạnh lùng liếc mắt hắn, đôi môi mỏng hơi hé ra, cô ta tốt như thế, không bằng chú mày lấy đi, hai người. Một người ngốc ăn chơi vô tâm, một người trà xanh mưu mô, quả thực cặp đôi trời ban mà. Nghe vậy, Lý Thiên Đông sửng sốt một lúc, có chút xấu hổ, hắn vô cùng lo lắng, nhanh chóng giải thích, Ngũ ca, anh hiểu lầm cô Mặc rồi. Cô Mặc từng giúp rất nhiều người, ngay cả con muỗi cũng không dám đánh, cô ấy là một cô gái rất lương thiện. Sầm Thiếu Khanh cũng lười nghe Lý Thiên Đông nói nhảm, xoay người đi xuống lầu. Ngũ ca, anh nghe em nói đi. Hắn không hiểu tại sao Sầm Thiếu Khanh lại có thành kiến với Mặc Hữu Dung như vậy. Lý Thiên Đông bất đắc dĩ thở dài, bỏ lỡ cô gái tốt như Mặc Hữu Dung, Ngũ ca sẽ có một ngày hối hận, đến lúc đó thì hối hận cũng chẳng ích gì. Ở dưới tầng, Diệp Trước bắt đầu hành trình nếm thử món tráng miệng, ăn một lúc hơn 10 món,
bậc thầy làm món tráng miệng. Michelin kinh hãi, tiểu thư, cô không sợ mập sao? Diệp Trước mỉm cười đáp, món tráng miệng ngon như vậy, không thể phụ lòng đồ ngọt ngon như vậy được, mập hơn một chút thì có sao đâu. Không có thợ làm bánh ngọt nào lại không thích người khác khen ngợi tay nghề của mình. Nghe vậy, đầu bếp trên mặt tràn đầy ý cười, hiện nay các cô gái đều sợ béo, hiếm khi có người nguyện ý tán thưởng đồ ngọt như cô, tôi nhất định phải thể hiện tuyệt kỹ của mình. Diệp Trước vẻ mặt kinh ngạc, ngài chính là bậc thầy đồ ngọt trong bữa tiệc lần này ư? Một lát sau món ăn đã chuẩn bị xong, bề ngoài rất tinh xảo, nhìn rất ngon miệng. Đây là món tôi làm cho cô, mời tiểu thư xinh đẹp nếm thử. Mắt Diệp Trước sáng lên, cầm thìa lên cắn một miếng, trong miệng ngọt ngào, vị sô cô la êm dịu lập tức lan ra đầu lưỡi. Ngọt ngào nhưng không béo ngậy, thật ngon, quá ngon. Đại sư, tay nghề của ngài quá đỉnh. Sầm Thiếu Khanh từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy Diệp Trước đang ngồi ăn bánh, hơn nữa vừa ăn vừa trò chuyện với đầu bếp, cuộc trò chuyện có vẻ khá vui vẻ. Trong ấn tượng của anh, cô ấy dường như có thể trò chuyện với bất cứ ai, bà nội Sầm giả dạng thành một người ăn xin, cô ấy cũng có thể đối đãi hòa nhã. Sau đó, cô ấy rất thân với mẹ Chu Tường, bây giờ cô ấy lại trò chuyện rất vui vẻ với một đầu bếp bánh ngọt. Sầm Thiếu Khanh chỉ đứng đó, tay cầm một chuỗi tràng hạt Phật giáo, với một chút lạnh lùng đồng thời toát ra khí chất bá chủ không gì sánh được, Mặc Hữu Dung là người đầu tiên phát hiện ra anh ta. Hơn nữa, cô còn phát hiện ra rằng Sầm Thiếu Khanh đang nhìn về phía cô. Nhận ra điều này, Mặc Hữu Dung ngây ngất con gà tây, tim đập rất hưng phấn. Cô đang suy nghĩ nếu Sầm Thiếu Khanh chủ động bắt chuyện với cô sẽ thế nào mới được đây? Cô có nên từ chối không? Mình không thể dính lấy, mình phải làm cô gái đầu tiên từ chối Sầm Ngũ Gia, khiến anh ta có ấn tượng sâu sắc. Trong không khí vang lên một giọng nam dễ chịu, Mặc Hữu Dung quay đầu lại, liền thấy đó là Sầm Thiếu Khanh. Nhẹ giọng hỏi cô đang ăn gì thế? Đồ ngọt ngon lắm, Mặc Hữu Dung choáng váng, sao Sầm Ngũ Gia lại nói chuyện với Diệp Trước? Mình ở đây cơ mà. Lý Thiên Đông trong lòng thở dài đi xuống lầu, đúng lúc này, một tên béo bưng trên tay một hộp gấm lộng lẫy đi tới, cậu Lý, đây là tứ bảo học thư mà tôi mua ở nhà đấu giá cách đây không lâu, nghe nói là do Tống sư phụ để lại, tôi biết Lý tiền bối là học giả, cho nên nhất định sẽ có hứng thú với những thứ này, đây là chút tâm ý của tôi, xin cậu nhận lấy. Lý Thiên Đông ánh mắt rơi vào hộp gấm, đầu óc lơ đãng, Ngũ Ca yêu thích thư pháp, cái này phù hợp. Ngũ Ca, anh yêu thích thư pháp, anh có muốn tới thử bộ tứ bảo văn phòng của Tống đại sư này không? Sầm Thiếu Khanh lạnh nhạt đáp không, Mặc Hữu Dung nhìn thấy hai mắt sáng lên, đây là cơ hội của mình, sẵn sàng tổ chức một buổi biểu diễn thư pháp trước mặt mọi người. Rất nhanh cô ta tiến lên phía trước, tôi rất có hứng thú đối với thư pháp, có thể để tôi chiêm ngưỡng không? Mặc tiểu thư cũng thích thư pháp à? Không bằng cô tới thử bộ tứ bảo văn phòng này đi. Người ta nói nhìn thấy chữ cũng giống như một con người, Mặc Hữu Dung đẹp người đẹp nét, trình độ văn hóa còn cao. Vậy tôi mạn phép rồi, mặc dù hệ thống vẫn chưa được nâng lên cấp 10, nhưng vẫn không có vấn đề gì khi sử dụng nó để thể hiện thư pháp. Với hệ thống trong tay, cô ấy là một bậc thầy về thư pháp. Mặc Hữu Dung đi tới cầm bút viết lên, bắt đầu viết chữ lên tấm giấy trắng, biển ôm lấy tất cả các dòng sông, và lòng khoan dung thật tuyệt vời. Chữ viết mượt và rất đẹp, người xem chân thành khen ngợi, chữ này viết không tệ, nhà họ Mặc không hổ là nhà dòng dõi thư hương, chữ này ít nhất cũng phải luyện khắc khổ 10 năm. Mặc Hữu Dung khiêm tốn nói chữ viết chưa được đẹp lắm, để mọi người chê cười rồi. Cô ta nhìn trộm Sầm Thiếu Khanh, Sầm Ngũ Gia nhất định bị chữ của mình gây kinh diễm rồi nhỉ. Đời không như là mơ. Sầm Thiếu Khanh chỉ chăm chú nhìn Diệp Trước ăn bánh ngọt, Mặc Hữu Dung xị mặt, Ngũ Gia, ăn đồ ăn có gì đẹp chứ, nhìn tôi đi. Cô gái lúc nãy hất rượu đột nhiên nói, Mặc tỷ có thể viết tốt như vậy, vậy thì cô Diệp lớn lên trong nhà Mặc Gia nhất định có thể viết tốt hơn, đúng chứ? Con khốn nhỏ đó, sẽ khiến cô tức giận như vậy, hiện tại, cô ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này khiến Diệp Trước xấu hổ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Trước đang ăn bánh ngọt, cô đột nhiên bị nhắc nhở, hơi nhíu mày, đồ ăn ngon trước mắt, ai có tâm trạng để viết chữ chứ? Diệp Trước lạnh nhạt nói các người chơi đi, tôi không góp vui. Mặc Hữu Dung ân cần bảo vệ Diệp Trước, tuy rằng em Diệp Trước lớn lên trong nhà ta, nhưng nàng dù sao cũng không phải huyết thống của Mặc gia chúng ta, chữ viết không đẹp cũng là điều dễ hiểu. Nghe vậy, mọi người đều bàn tán, ta nhớ rồi, Diệp Trước từ nhỏ chính là một phế vật, nghe nói cô ta không biết chữ, trời ạ, bản thân cô ta không cảm thấy mất mặt à. Cô gái kia phì cười, trong mắt có vẻ giễu cợt, đúng rồi, tôi nhất thời quên mất danh tiếng trước kia của cô Diệp, coi như tôi chưa nói gì hết. Diệp Trước đặt món tráng miệng trên tay xuống quay ra nói với Lý Thiên Đông, anh Lý, làm phiền anh đưa tôi hai chiếc bút lông, Lý Thiên Đông gật đầu, lập tức sai người chuẩn bị. Chẳng bao lâu, người hầu mang bút tới, mỗi tay một cây bút đi tới bên bàn, hơi nghiêng người bắt đầu chấm mực. Nhìn thấy hành động của Diệp Trước, mọi người đều có chút kinh ngạc. Có ý gì thế, cô ta muốn làm cái gì? Hai chiếc bút lông, cô ta muốn làm cái quái gì? Sầm Thiếu Khanh đứng cách đó không xa, anh ngạc nhiên lẽ nào Diệp Trước là muốn? Các cô gái bàn tán, Diệp Trước cầm hai cây bút là muốn làm gì? Không có chút kiểu cách nào, đợi mất mặt đi. Làm cùng lúc, hai tay viết chữ cùng lúc sao? Làm cùng lúc rất khó, ông tôi luyện 10 năm mới miễn cưỡng làm được, cô ấy nhất định đang giả vờ, cô ấy chỉ đang câu giờ mà thôi, đồ vô dụng có thể làm cái này sao?
ngay cả những nhà thư pháp nổi tiếng cũng không thể viết hai tay, những người khác có mặt cũng đang chờ xem trò đùa của Diệp Trước. Lúc này, Diệp Trước nhúng mực, bắt đầu viết bằng tay trái và tay phải cùng lúc, chuyển động rất mượt mà, nhìn từ xa vẫn toát lên vẻ đẹp võ hiệp tao nhã. Chẳng mấy chốc, hai dòng chữ xuất hiện trên tờ giấy, bài viết có phong cách và mạnh mẽ. Khoảnh khắc này, cả căn phòng im lặng, không ai ngờ rằng Diệp Trước lại có khả năng này. Thật sự là làm cùng lúc, chữ này viết đẹp quá, viết hai tay cùng lúc, không có khổ luyện nhiều năm sao làm được bậc thầy. Chữ của Mặc tiểu thư không tồi nhưng so với Diệp Trước thì không bằng, ai nói Diệp Trước là đồ vô dụng. Tôi chút nữa thì tin rồi, mọi người đều có những biểu hiện khác nhau, những người vốn muốn xem trò đùa của Diệp Trước đều chết lặng. Mặc Hữu Dung trên lưng toát ra từng tầng mồ hôi lạnh, chuyện gì đã xảy ra, sao Diệp Trước biết cả thư pháp? Cô ta trước kia rõ ràng là phế vật, Sầm Thiếu Khanh nhếch môi cười, anh nhìn vào hai hàng chữ đó, đôi mắt hơi nheo lại, ý của hai hàng chữ này là làm người không thể quá tỏ vẻ, cố gắng dùng thái độ giả tạo để đối đãi người khác. Một lúc sau, Sầm Thiếu Khanh cười khúc khích, hai câu này không phải chỉ có Diệp Trước sao? Thì ra cô ấy đã che giấu sự vụng về của mình suốt bao năm qua. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest đi giày da bước tới nói ba tôi rất thích thư pháp, tôi muốn mua hai bộ thư pháp này cho ba tôi, không biết Diệp tiểu thư có bán được hai bộ này không? Mọi người ở một bên nhìn Diệp Trước với vẻ khó tin, không ai ngờ rằng chữ của Diệp tiểu thư vậy mà được Bạch Hoài Cần thích. Bạch Hoài Cần còn trai trưởng của Bạch gia, tuổi trẻ đã có thành tích trên quan trường, nhà tôi luôn muốn tạo quan hệ với Bạch gia, nhưng đáng tiếc là họ không tìm được cơ hội. Tôi nếu có thể viết thư pháp thì tốt rồi. Diệp Trước cười nhạt, khách sáo rồi, nếu tiên sinh thích thì tặng cho anh. Tôi họ Bạch, hy vọng có thể kết bạn với Diệp tiểu thư, nói xong anh ta đưa danh thiếp. Diệp Trước nhận lấy tấm danh thiếp, tôi là Diệp Trước, rất vui được gặp anh. Cảnh tượng này rơi vào tầm mắt Sầm Thiếu Khanh cách đó không xa, anh gần như vô thức bước tới, chữ viết không tồi, một giọng nói trầm và từ tính đột nhiên vang lên bên tai. Diệp Trước hơi ngước mắt lên, cảm ơn lời khen. Cô cầm một miếng bánh ngọt tinh tế đưa cho hắn, món bách la vơ này ngon lắm, anh có muốn ăn thử không? Sầm Thiếu Khanh đưa tay nhận lấy cắn một miếng. Diệp Trước hỏi hương vị thế nào? Ngọt quá, toàn bộ khoang mũi tràn ngập mùi ngọt ngào này, anh khẽ gật đầu, rất tốt. Thấy Sầm Thiếu Khanh cũng thích ăn bánh ngọt, Diệp Trước cảm thấy như là bạn thân, món bánh ngọt ngon nhất tôi từng ăn là ở A. Nói xong, Diệp Trước mới ý thức được đây không còn là nơi cô ở nữa, ở thế giới đó, cô lập tức thay đổi lời nói, nó ở một nơi rất xa. Sầm Thiếu Khanh xoay chuỗi hạt, vẻ mặt không thay đổi, vậy nếu có cơ hội thì cùng đến nơi cô nói xem. Diệp Trước khẽ gật đầu, được, nếu có cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau thử. Đáng tiếc, cô không biết liệu mình có thể quay trở lại thế giới trước hay không. Lý Thiên Đông há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh đưa tay lên dụi dụi mắt, Ngũ ca sao lại ăn đồ ngọt. Nếu hắn nhớ không lầm, Sầm Thiếu Khanh không chỉ là người ăn chay mà còn không thích đồ ngọt. Thấy vậy, Mặc Hữu Dung càng cảm thấy khó chịu, cô nhìn Diệp Trước như muốn ăn thịt, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Hệ thống, tại sao thư pháp của mi lại vô dụng thế? Hệ thống đáp, thư pháp có kỹ năng nghệ thuật, hệ thống chỉ có thể mô phỏng, không thể so với đại sử. Nếu không phải Diệp Trước, hiện tại cô chính là người tặng chữ cho Bạch Hoài Cẩn, cô cũng là người được mọi người khen ngợi, chính Diệp Trước đã lấy đi mọi thứ của cô. Mặc Hữu Dung tự hồ vô tình nói, anh Lý, em gái Diệp Trước rất thân với Sầm Ngũ gia sao? Sợ Mặc Hữu Dung hiểu lầm, Lý Thiên Đông vội vàng giải thích, Mặc tiểu thư đừng hiểu lầm, trước đó tôi đã hỏi Ngũ ca rằng anh ấy không có tình cảm với đại thần. Họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, đại thần biết nhiều thứ, hơn nữa có thể làm rất tốt, đây là thứ cô mãi mãi không so được. Có điều là đại thần quá toàn năng, ngược lại Ngũ ca không xứng. Mặc Hữu Dung nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia sáng, tôi có hệ thống, ai có thể giỏi hơn tôi. Lý Thiên Đông tiếp tục nói, Ngũ ca cần có một cô gái ôn nhu để làm hỏa ngọn núi băng, Mặc tiểu thư là cô gái ôn nhu lương thiện nhất tôi từng gặp. Mặc Hữu Dung khẽ mỉm cười, cố ý ngượng ngùng nói, người như tôi nào xứng với Ngũ gia. Lý Thiên Đông sửng sốt, Mặc Hữu Dung cảm thấy bản thân không xứng với Ngũ ca mới chủ động từ hôn sao? Cô đừng coi nhẹ bản thân. Ngũ ca lúc đầu không dễ ở chung nhưng chỉ cần quen rồi thì rất tốt. Trung thân đại sự của Ngũ ca đúng là khiến hắn đau đầu. Hữu Dung ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Đông, Lý Tổng, cảm ơn anh đã xem trọng tôi. Cố lên, Hữu Dung tiểu thư. Nghe được lời nói của Lý Thiên Đông, Mặc Hữu Dung liền yên tâm hơn rất nhiều, chả trách đời trước Sầm Ngũ gia đến cuối đời cũng không lập gia đình, vì Ngũ gia của quá khứ chưa gặp mình, đời này có hệ thống giúp đỡ cuối cùng nhất định phải nắm được Sầm Ngũ gia, trong lòng bàn tay, càng nghĩ cô ta càng hưng phấn, tim đập nhanh hơn. Sau khi tan tiệc, Sầm Thiếu Khanh đề nghị đưa Diệp Trước về, Diệp tiểu thư, muộn rồi tôi đưa cô về. Diệp Trước không có cự tuyệt, vậy làm phiền anh rồi. Chỉ là tiện đường thôi, Sầm Thiếu Khanh nói, lên xe đi. Sầm tiên sinh, anh gửi tài khoản cho tôi chuyển lại tiền bộ lễ phục, cô không muốn nợ Sầm Thiếu Khanh ân tình gì. Sầm Thiếu Khanh một tay cầm chuỗi hạt, một tay điều khiển vô lăng đáp, không cần, lễ phục rất hợp với cô, tặng cô. Diệp Trước nói với giọng điệu bình tĩnh, nếu anh không đưa thì tôi sẽ chuyển tiền đến tài khoản công ty anh. Sầm Thiếu Khanh chưa bao giờ tặng bất cứ thứ gì cho người khác giới, đây là lần đầu tiên, không ngờ anh lại bị từ chối. Sầm Thiếu Khanh bất lực ấn vào thái dương, nghiêng đầu nhìn Diệp Trước, vậy thế này đi, mạng của công ty con chúng tôi gần đây bị hacker ác ý công kích, tôi muốn nhờ cô xem.
Diệp Trước gật đầu, được rồi, không thành vấn đề, tiền công này coi như là tiền váy. Sau khi về nhà, Diệp Trước vừa tắm xong thì nhận được số tài khoản và mật khẩu từ Sầm Thiếu Khanh. Đây chính là mật khẩu tài khoản chính của công ty. Diệp Trước hơi nhướng mày, Sầm Thiếu Khanh tin tưởng mình thế sao? Diệp Trước sấy khô tóc rồi gõ bàn phím. Sau một loạt thao tác, cô phát hiện đối phương không phải một người, mà là một đội 5 người ăn ý. Có thể chống đến bây giờ thì trình độ phòng vệ của công ty Sầm Thiếu Khanh quá cứng. 10 phút sau, Diệp Trước tắt máy tính nói với Sầm Thiếu Khanh, vấn đề hacker đã được giải quyết, tường lửa đã được tăng cường, nếu có vấn đề vui lòng liên hệ lại với tôi. Ở bên kia Sầm gia, Sầm Thiếu Khanh nghe điện thoại lịch sự nói cảm ơn, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon. Diệp Trước nhìn thời gian ở góc trên bên trái điện thoại, mới 10 giờ rưỡi thôi, Diệp Trước hơi nhướng mày, người lớn tuổi đi ngủ sớm như vậy sao? Cô đáp lại được, chúc ngủ ngon ông già. Sầm Thiếu Khanh nghe như sét đánh ngang tai, anh khẽ cau mày, lẽ nào trông anh ấy rất già sao? Một góc nào đó của thành phố, trong một căn phòng kín, có 5 chiếc máy tính, 4 người đàn ông và 1 phụ nữ đang điều khiển các máy tính. Tại thời điểm này, máy tính vẫn đang chạy bỗng xuất hiện màn hình xanh. Sao, sao vậy? Lão đại, máy tính của tôi bị hack rồi. Vãi, máy tính của tôi cũng bị hack. Mợ kiếp, máy của tôi cũng bị hack. Người đàn ông có hình xăm trên cánh tay nghe thấy lời này, hắn lập tức mất bình tĩnh tức giận hỏi xảy ra chuyện gì vậy? Không phải các người đều tự nhận mình là cao thủ hàng đầu sao? Hacker mạnh nhất của tập đoàn Sầm Thị VK đang nghỉ mát ở nước ngoài, sao các người có thể thất bại? Chúng tôi đã đấu với VK vài lần trước đây, phong cách người này không giống. Đúng là không giống, trước kia tôi từng giao đấu với VK, hắn mặc dù giỏi nhưng cũng không trực tiếp hack được máy tôi. Lão đại trầm tư trong làn khói suy nghĩ, vậy người này là ai? Trong thế giới hacker từ khi nào lại có nhân vật giỏi như vậy?